Chỉ vì một phế hậu mà hai ta xa cách, Huynh đã không hiểu thì đừng trách thời thế vô tình. Một sĩ phu khốn cùng đến từ quá khứ. Chúng tôi chính thức thông báo mời cô diễn vai Hứa Hoàng hậu, một nữ diễn viên vô danh ở thời hiện đại. Vận mệnh đã gắn kết họ với nhau. Tại hạ cần cô nương giúp. Nhưng số phận lại chia rẽ họ mãi mãi. Lịch sử đã thay đổi, ta phải quay lại đó. Cùng đón xem bộ phim giả tưởng lãng mạn Tình yêu vượt qua nghìn năm trên kênh Red by HBO.